nay thì Tùng Quê có duyên đi đến núi dài Năm Giếng để làm một cái việc từ thiện xã hội. Thì hiện tại xe của chúng tôi đang chuẩn bị lên dốc cầu Châu Đốc trong gì. Đây là những cái dòng đường dẫn lên trên trên cầu. Con đường này sẽ đi thẳng đến, nếu mà hướng về Tân Châu, sẽ đi thẳng đến Tân Châu. Sau này thì Tân Châu sẽ có một cái cầu. Và hiện tại thì đang chuẩn bị thôi, chứ chưa thực hiện giống vậy. Còn giờ đây thì hôm nay thì chúng tôi sẽ đi đi lần lên cho phía núi dài Năm Giếng, thì phải đi về hướng Châu Đốc. Châu Đốc thì sẽ để trái hay gì, bắt đầu lên dốc cầu. Tùng Quê thật sự đi lên cầu Châu Đốc lần này là mới lần thứ hai thôi những gì. Rất là hiện tại cái chất lượng của nhựa cái đường này hiện tại thấy cũng tốt ha. Dạ, còn ngon lành chú ơi. Ngon lành. Cái đường gì? Tùng Quê sẽ quay cho quý vị xem phong cảnh từ đây lên tới núi nha quý vị. Cầu Châu Đốc bề ngang là 16 mét, nãy nói chiều dài mà quên coi chiều dài, bề ngang là 16 mét, hai làn xe cơ giới. Cái lần ở trong là xe Honda đó hả? Dạ. Không có link chính giữa hả ta? Không có phải giải phân cách. Không có giải phân cầu phân cầu. Cầu Mỹ Thuận có nghe. Cầu Mỹ Thuận có. Rồi, đã qua xong rồi quý vị, rất là nhanh lẹ. Gọn luôn. Đi rất là nhanh. Tại vì chúng tôi sẽ qua đò, bây giờ khổ qua đò luôn. Không còn thời gian phải chờ những tiếng đò hết. Đúng rồi. Nó sẽ rút ngắn thời gian rồi ha. Dạ. Này nó có đèn xanh đèn đỏ hết ta. Kính thưa quý vị. Tới luôn. Kính thưa quý vị, nhân dịp trong đầu tháng 7 hôm nay. Quý vị, tháng 7 là tháng sẽ có một cái rằm lớn, đó là rằm Trung Quân nha quý vị. Rằm Trung Quân thì quý vị biết rằng tháng 7 là một tháng có thể là nói là du lan báo hiếu quý vị. Thì đức thầy có dạy đâu quý vị, là ngày xưa một Thường Liên đấy gì đã làm một cái sự kiện để mà cứu mẹ mình, bởi vì mẹ mình không may phải tạo nhiều nghiệp chướng mà bị sa đọa ở địa ngục giống gì, nên một Thường Liên đã thực hiện một cái chương trình đó là báo hiếu, và nhờ sự cầu nguyện, nhờ sự các chư tăng đã thực hiện lên một cái sự kiện đó là nhờ các chư tăng để cầu nguyện cho mẹ mình. Hiện tại thì đang đi vào rồi đường cao tốc nha quý vị, môi đồng hành. Yeah.
Kính thưa quý vị, hiện tại quý vị nhìn thấy núi Sam giống vậy. Núi Sam hiện tại quý vị thấy cũng rất là đẹp giống vậy. Núi Sam bây giờ thì cũng có cáp treo lên trên đỉnh giống vậy. Giờ đây thì phái đoàn của chúng tôi cũng đang lặn vào phía trước, quý vị thấy đó là núi Két, và ngang núi Két là núi dài Năm Giếng, cũng là nơi cái điểm mà đoàn chúng tôi sẽ đến đó nha quý vị. Đặc biệt hôm nay thì đoàn sẽ đến nơi núi dài Năm Giếng để làm một cái phần sự, đó là phát quà để hồi hướng công đức cho cha mẹ anh Lê Kiến Trúc, quý vị. Thì vào một tháng du lan báo hiếu thì những người con sẽ làm những công tác từ thiện xã hội để hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. Thì bởi vì Đức Thầy ngày xưa cũng có dạy cái gì, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi. Ngày xưa thì có ông Mục Cùng Liên, vì lòng hiếu của mình nên đã thành tâm và làm một cái buổi trai tăng để rồi nhờ các vị chư tăng để mà cầu nguyện cho mẹ mình. Sau đó thì chương trình đó đã thực hiện được, và cuối cùng thì mẹ của Mục Kiền Liên cũng được thoát khỏi được cái cảnh ở địa ngục chuẩn bị. Thì do đó Đức Thầy cũng nhắc lại và muốn cho chúng ta cũng noi theo cái gương ấy, và vào cái ngày vào cái tháng 7 chúng ta sẽ thực hiện rất nhiều việc để mà, nhất là từ thiện xã hội, mình làm một điều gì đó để cho cầu nguyện cho người thân của mình, nhất là cha mẹ của mình. Bởi vì làm nhân ái tiêu bệnh tật đó gì, đó là lời giảng của thầy. Mình làm một cái điều gì, bởi vì quý vị hiểu là nhân ái là gì. Nhân ái là tức là mình đem cái tình thương mình đến với mọi người. Thì tất nhiên do cái tình thương ấy mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình, nhất là mình cắt nhà tình thương, hay là mình làm từ thiện xã hội, phát quà, phát gạo gì đó, mình giúp cho người nghèo, đó là cái tình thương bác ấy đại đồng. Khi mà mình làm được như vậy thì làm những ái tư bệnh tật gì, nếu người thân của chúng ta có bệnh tật hay là hoặc giả là bị khổ nơi địa ngục thì cũng là cái dịp này để chúng ta hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. Bởi vì cha mẹ mình nếu có đủ phước duyên thì khi chết thì sẽ được về tiên. Bởi vì ai nhiều phước đức được vào cõi tiên quý vị. Nếu mình làm phước đức mà tốt thì khi thác thì mình sẽ đi về tiên. Còn nếu không, nếu mà khi chúng ta tạo nhiều cái nghiệp thì không khéo thì cha mẹ mình sẽ đọa nơi địa ngục. Phía trước đó là cái công trình như làm con đường phải không? Phải làm con đường cao tốc không? Đúng rồi, làm con đường cao tốc. Khu vực này là khu vực xây đá ha, máy xây đá để mà làm bê tông, đổ bê tông. Núi cũng mình thấy phía trước không quý vị. Hiện tại mình đang trở về miền vùng bảy núi không quý vị. Trong câu giảng của thầy, quý vị nhớ là có một đoạn nói là phước nhiều tiên cảnh lên dày, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Nếu mà cha mẹ ông bà mình nếu mà tạo nhiều phước đức công đức thì khi thác sẽ phước nhiều thì tiên cảnh lên dài, em về cảnh tiên lên.
sẽ về được Cảnh Tiên. Nếu không khéo thì tội nhiều, sa đọa nhiều ngày thẩm thê. Nếu mà không khéo cha mẹ mình sa đọa, bị sa đọa ở nơi địa ngục á, thì quý vị biết rằng thì bổn phận con cháu chúng ta sẽ làm cái gì để rồi cho cha mẹ mình được rời khỏi cảnh địa ngục. Bởi vì có câu giảng đức thầy cũng nói như thế này, đó là cửu quyền thất tổ cửu quyền nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trai. Bởi vì thất tổ cửu quyền nơi chính suối đó, là không ai là cửu quyền thất tổ mình đó, là khi thác rồi không được về tiên mà không được làm người, mà đã bị nơi địa ngục làm ngạo quỷ, làm súc sanh, thì như vậy đó là ông bà mình đang chờ chúng ta, cái gì đang chờ chúng ta để rồi chúng ta làm một điều gì đó tốt đẹp để hồi hướng công đức. Cái gì của quyền thất tổ nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trai, đúng không gì thì khi mà của quyền mình còn ở nơi cái chính suối, có một mẫu chuyện cái gì, có một chuyện mà nếu Tùng Quê kể thì nó cũng hơi dài một chút, để tranh thủ Tùng Quê kể cho quý vị nghe. Nếu mà cụ quyền chúng ta đó mà còn ở nơi chính suối, giống như là có một mẫu chuyện là hiện tại chúng tôi đi gần tới nhà bàn rồi quý vị, tôi cũng sắp tới rồi, nếu lên dốc và núi két nữa là tới rồi quý vị. Tại thì trong thời gian này Tùng Quê cũng tranh thủ kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện nó liên quan đến cái hai câu giảng của thầy, đó là thất tổ cửu quyền nơi chính suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm trai. Là thất tổ cửu quyền của mình ở nơi chính suối, tức là nơi địa ngục hay là nơi ngạo quỷ, thì trong thời gian mà bị đọa nơi đó thì cũng trông chờ chúng ta con cháu phải biết tu hành, biết ăn chay, biết niệm Phật để mà làm công tác từ thiện xã hội, để hồi hướng công đức cho ông bà. Bởi vì có một câu chuyện là ngày xưa Năng Đà được Đức Phật Thích Ca quý vị dẫn vào cái cảnh giới địa ngục, giống như thì quý vị cái mẫu chuyện mà Đức Phật dẫn Năng Đà xuống với cảnh giới địa ngục đó, thì khi đi trên dọc đường thì trải qua một cái nơi, đó là cảnh của ngạo quỷ nhau vậy, cảnh ngạo quỷ. Thì quý vị biết là khi mà Đức Phật dẫn Năng Đà đi ngang ở cảnh giới ngạ quỷ thì có một cái tốt quỷ đang ngồi khóc, gì ngồi khóc, khóc rất là tức tưởi, khóc phải nói là nghe rất là não nuột cái gì. Thì ông Năng Đà mới hỏi Đức Phật, thì chớ các cái vị quỷ đó làm gì mà khóc nhiều gì. Kính thưa quý vị, thì lúc này thì Đức Phật mới nói là như thế này, là nhà ngươi muốn biết á, thì tới cái việc đến đó hỏi các ngạ quỷ đó thì sẽ biết. Thì lúc này ông Năng Đà mới tới lời gần, mà bởi vì quý vị biết là ngạ quỷ đó là đầu bự, cần cổ thì nhỏ, bụng thì to, nhìn tướng rất là xấu nha quý vị. Một cái cảnh giới mà quý vị thấy toàn là ngạ quỷ không, nhìn thấy rất là ghê sợ, nhưng mà bởi vì là cái người tu rồi, thành ra nó cũng không có phải là giống như là mình gặp mà mình sợ quá. Thì lúc này mới lại gần mới hỏi, chứ mấy ông là ngạ quỷ là khổ rồi chúng tôi biết rồi, nhưng mà lý do làm sao mà hiện tại khóc dữ vậy? Thì các ngạ quỷ này mới trả lời, các ông là vị tu và cũng là cái duyên được xuống dưới đây thì thôi, chúng tôi cũng nói điều này cho quý vị có dịp mà trở về thế gian nói lời với con cháu, những người trên thế gian biết, là tại vì chúng tôi làm tội rất là nhiều và bị sa đọa vào cảnh giới địa ngục làm ngạ quỷ.
hiện tại đang trông chờ con cháu mình ở phía trên á, là ráng tu hành niệm Phật mà để cầu nguyện cho chúng tôi, chỉ còn mong nhờ con cháu để giúp đỡ thôi. Nhưng mà hiện tại thì con cháu của chúng tôi nó không biết tu, hiện tại trên thế gian thì lo ăn chơi rồi chắc tắng vậy thôi, chứ không có là không có tu hành, không có cầu nguyện cho chúng tôi. Thành ra do đó chúng tôi rất là buồn, rất là khổ nên khóc quý vị. Thì nghe được cái tâm sự của những ngạ quỷ đó như vậy thì Năng Đà nó mới biết được là cái kiếp ngạ quỷ là bị tội lỗi mà làm ngạ quỷ, mà hiện tại đang trông chờ con cháu phía trên để mà biết cầu nguyện rồi biết niệm Phật, biết hồi hướng công đức mà không được, thấy con cháu mình không có biết tu, thành ra buồn mà khóc quý vị. Thì lúc này Đức Phật và Năng Đà tiếp tục đi tiếp nữa, thì lại thấy một tốp quỷ này lại ngược lại là không khóc mà lại cười, lại cười. Thì lúc này là Năng Đà cũng ngạc nhiên, ủa tại sao ngã quỷ là khổ rồi mà người ta hồi nãy là ta khóc lóc, còn tốp quỷ này lại tự nhiên lại là không khóc mà lại cười, cũng thấy lạ. Thì Năng Đà mới hỏi Đức Phật, Đức Phật ơi, mà tại sao cái tốp quỷ này nó cười lạ hơn cái tốp quỷ trước, mà làm ngã quỷ là buồn muốn chết luôn, khổ muốn chết luôn, mà tại sao cười? Thì Đức Phật không nói, thì ông cứ tới đó ông hỏi đi là ông biết. Thì lúc này Năng Đà mới lại gần mới hỏi vậy, chứ mấy ông ơi, làm ngã quỷ khổ muốn chết luôn rồi người ta khóc lóc, còn mấy ông làm gì mà mấy ông cười? Thì các ngã quỷ này mới ngừng lại mới nói như vậy. Nhân dịp này các vị được đến đây thì quý vị nữa trở về cũng nói với con cháu của chúng tôi và mọi người ở trên thế gian đó, hiểu là tại vì chúng tôi bị tội rồi, chúng tôi là bị sa đọa với cái cảnh giới mà ngạ quỷ này. Bây giờ chúng tôi tự tạo phước cũng không được, nhưng mà hiện tại chúng tôi trông chờ con cháu chúng tôi phía trên để làm phước làm thiện. Nhưng mà chúng tôi rất là có phước có may là con cháu của chúng tôi hiện tại ở trên đang làm cái bổn phận đó, có nghĩa là đang tu hành, đang cầu nguyện sớm chiều, đang hồi hướng công đức cho chúng tôi, nên chúng tôi mừng, chúng tôi cười quý vị. Thì ra là như vậy. Lúc này Năng Đà mới hiểu là tớp ngã quỷ này biết rằng con cháu của họ đang phát tâm tu hành, đang làm những công đức từ thiện xã hội, nên biết rằng một ngày nào đó thì các vị ngạ quỷ này sẽ được thoát được cái cảnh khổ vậy, giống như là Mục Liên ngày xưa vậy. Chứ hơn nữa Đức Thầy chúng ta có dạy đó là cái bài cầu nguyện sớm chiều đó vậy, củ nguyện cầu đó quý vị, là Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương quý vị, cầu nguyện cho cha mẹ mình được trực giảng Tây Phương quý vị. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy lời đừng sai. Nếu mà chúng ta sớm chiều mà cúng lại cầu nguyện rồi làm từ thiện như vậy thì cha mẹ mình lỡ mà có xa địa ngục thì cũng được Đức Phật gia hộ, được trở về cảnh giới an lành. Thì quý vị thấy thế nên những người con, những người cháu đang học sách thánh hiền, đang tìm hiểu những lời của thầy dạy, thì quý vị nên cố gắng thực hiện liền quý vị, để mà chúng ta có cái dịp để cứu cụ quyền sách tổ của chúng ta, cha mẹ chúng ta hiện tại trong nhân cái nghe dịp là tháng 7 lễ Vu Lan này, quý vị sẽ thực hiện, và không phải là tháng này không mà luôn cả những tháng về sau như vậy. Vậy thì cũng mong rằng toàn thể quý vị cố gắng thực hiện để mà cứu vớt cha mẹ mình trong quá khứ và hiện tại. Nếu cha mẹ mình hiện tại thì cũng được tăng long phước thọ vậy, sống lâu trăm tuổi, đó là điều tốt lành. Nếu cha mẹ mình quá khứ thì được trực giảng Tây Phương như vậy, đó là điều tốt đẹp. Thì mong rằng quý vị một giây phút ngắn ngủi này mà mong rằng quý vị phát tâm để mà làm lánh giữ và làm từ thiện trong cái giây phút trong tháng 7 này. Giờ đây thì Tùng Quê thấy rằng hiện tại đang gần đến vị trí để mà gặp người quen rồi. Khoan dừng lại cưng ơi, tới rồi, tới đình Thái Sơn rồi. Bây giờ là con quẹo vô đình đi, quẹo vô đình cặp qua một bên đi, vậy là để này nó chưa ra tới rồi. Nó đang đi ra đó. Rồi chờ một chút.
Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là đình Thái Sơn nha quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Đẹp quá ha, ở đây cái đường đi vô đẹp quá nè. Cái đủ gì mấy đoàn hiện tại viên chùa Thái Sơn đã xong. Bây giờ thì Tùng Quê sẽ tiếp tục đến nơi Pháp Hòa, là nơi trại của Đệ Hòa. Rồi chờ tôi chạy trước ha, chạy sao em qua đường. Qua đường được rồi, chứ bà đi sao qua đường. Đi sao bà không néo vào kéo tôi nói dùng bà nay nói chung dùng 13 từ ai đâu kéo từ từ xe. Đi 12, 13 từ cái kia đâu nhà đi trước 10 người mà sao 8 người là 18 người mà em đi đồng giữa em đi vòng chồng mà sao mà lên đó chú nói qua đường chứ phải ra đường đó. Đi đâu đi đường. Rồi chạy thẳng vô. À hiện tại phái đoàn sẽ đi thẳng lên núi Năm Giếng nha gì. Núi dài Năm Giếng. Dạ nó chạy trước đó từ sáng. Kính thưa quý vị, núi dài Năm Giếng hiện tại phong cảnh cũng rất là đẹp, nhưng bữa nay núi mình có màu xanh rồi, màu xanh rất là tươi. Hôm trước bị nắng hạn thì cây khô héo rất là nhiều, hôm nay thì cây không còn khô héo nữa. Bây giờ kính thưa quý vị, vì lý do chương trình nên chúng tôi cũng phân ra. Hôm nay thì cái bộ phim chiều nay chúng tôi cho coi vào lúc 6 giờ là bộ phim Trên Đường Đi. Trên Đường Đi là bộ phận. Mình hôm nay là cái ngày đi Pháp Hòa do anh Lê Kiến Trúc và cùng với gia đình để mà làm phận sự Pháp Hòa để hồi hướng công đức cho cha là ông Lê Công Sở, mẹ là Trần Thị Đạt chẳng biết. Thì chương trình nó sẽ gồm có 3 đoạn, một là một đoạn phim Trên Đường Đi, và thứ hai là bộ phim đến giếng nơi đình Thái Sơn, tức là trình để tham quan, rồi tiếp theo là đến giếng ở tại chùa Thái Sơn, nên đó mình trình cũ quen cùng với Phật có gì ha. Và động phim thứ ba quý vị, động phim thứ ba là bộ động phim Pháp Hòa. Hiện tại thì đoàn xe đang đi vô tiếp theo, đằng vào bên trong núi nha quý vị. Chắc tài xế cũng ngạc nhiên tại sao núi lại có đường xe chạy. Phải không? Nãy giờ đang nói trong bụng ha. Đây là một cái đoạn đường nằm theo cặp núi dài Năm Giếng quý vị. Tại sao gọi là núi dài Năm Giếng? Tại vì trên núi này có cái 5 cái giếng. Rồi có một cái điểm đó lại là có một cái cục đá mà có 5 giếng gì. Mà mình cũng chưa có dịp mình đến giếng lần nào, mình cũng chưa có tìm hiểu. Chỉ nghe vậy mà thôi. Giờ đây thì đoàn đang đi lặn vào bên trong. Nơi đây là trại của Đệ Hòa nhá gì. Đường hơi vòng rồi. Cái này hết hết đan rồi. Nên hơi vòng rồi vậy. Lắc dữ à. Lắc dữ à. Đi này có mất xa mà. Đi bữa nay có mất xa. Có lẽ là mình phải chạy từ từ thôi. Ủa cây đó là cây phơi mì hay gì ta? Phơi mì đó. Phơi mì không? Tài xế chúng tôi rất là ngạc nhiên, nói là vào núi mà lại tại sao có đường đi, phải không tài xế? Đúng rồi, nãy trước khi vô con không ngờ là có con đường này mà dẫn lên núi như thế này. Cái vậy nè. Nhưng mà có nghĩa là cái trại thì nó cũng cũng không phải là trên chốc núi, nhưng mà nó ở triền thôi, ở triền núi theo vậy. Giờ cũng trải qua rất là nhiều cung đường, nhưng cung đường lần đầu tiên trải nghiệm luôn.
có đi thành phố không đây? Có luôn ha. À, đi là thành phố, đi ra sân bay được, đâu biết được hết ha. Ồ, vậy hả. À, kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì quý vị đang ở nơi trên đỉnh, lên trên cái triền núi của dài năm giếng, thì quý vị thấy là trên đây đâu phải là, nó phải nói là nhiều lõm lõm núi xung quanh nữa quý vị. Phong cảnh rất là đẹp luôn quý vị. Mình đang ở trên núi rồi đó. Đi kia nó quẹo vô kìa. Chưa chưa, lôi. Hút, hút đừng đi. À, lôi phim mà hút. Dắt đừng đi mà không kêu mẹ gì. Chạy hút luôn, thằng kêu luôn. Chạy hút luôn, thằng kêu luôn. Thành đẹp ha. Rồi, quẹo luôn. À, hôm nay Tùng về quay phim cũng hơi nhiệt tình một chút không vậy? Con hai, dạ. Tới đó có dùm ngược lại. À, hồi nãy mà cái kiểu mình hút luôn mà giống như kỳ rồi á. Trái à, núi đá chồng chồng là những gì rất là đặc biệt luôn. Ở đây có đèn năng lượng luôn nè, gần tới rồi đây, chút xíu nữa tới. Thầy sếp này giỏi rồi mới đi được đèo được nha. Đường này bình thường thôi, đường này bình thường nó có Đà Lạt còn dữ dằn. Cái này nó hơi vòng chút cho nó bình thường thôi. À, nếu mà lên dốc chắc có phải lên số 1, số 2 rồi nè ha. Đúng rồi. Chạy chậm. Càng cao nó đi chậm. Ồ. Chân xuống. Xuống mình cũng vẫn giữ cái số đó chứ. Giữ số đó cho không dám thả số 4 đâu. 4 xuống nhanh phải không? Nãy giờ chúng ta trải qua từ đường đan rồi đường đá giờ tới đường cát luôn rồi chú. Ờ, tới đường cát luôn. Cái gì? À, đi núi mà ngồi xe nó mới ngon chứ. Xài có bông ta? À, kính thưa quý vị, giờ đây thì có thể Tùng Quay xin tạm dừng phim, bộ phim đầu tiên. À, quý vị, mong rằng quý vị khi coi phim thì quý vị cũng hãy đón xem bộ phim tiếp theo, phần 2. Phần 2 rồi phần 3 nha quý vị. Bây giờ thì rồi dừng, tới rồi cưng ơi. Mình quẹo trái vô cổng luôn. Ha, sửa lại mình vô cổng luôn. Cổng này sao nó phải? Phải, tới rồi. Cổng này nhỏ xíu vậy? Phải không? Đâu phải. Không phải sao? Sao chị nhớ cổng bự hơn hả? Tới rồi. Tới rồi hả? Ừ, trời vô. Cái bản niệm Phật đó chị phải tới, không? Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Ơi, tới rồi. Người ta chờ rất là đông. Rồi. Con lui trở lại ha. Dạ. Quay đầu luôn, chống quay vắng được cũng được. Thôi lỡ luôn đây ha. Cái góc này nó hơi hẹp chứ. À. Rồi, kính chào quý vị, kính chúc quý vị bình an, luôn niệm Phật. Và nhớ rằng quý vị
luôn trao tâm sự tánh cho Minh chuyên lo niệm Phật sự mình cho chân hay quý vị. Thì mong rằng toàn thể quý vị sẽ được sự chở che của Đức Phật quay lên tức thầy. Giờ đây tụi quý vị xin tạm dừng bộ phim đầu tiên. Nam mô A Di Đà Phật.